Hyundai Getz 2009 với phiên bản máy 1.1 và dòng nhập khẩu số sàn này. Thì thưa các bác là bên em đợt này về rất nhiều xe Getz và cũng bán rất tốt rồi. Thì đây là chiếc xe Getz mà ngày hôm qua em mới về đến nhà. Hôm nay em sẽ lên review và quay chi tiết để cho quý vị các bạn, nếu các bác nào đang có nhu cầu cần mua Getz, một chiếc xe form dáng nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu, máy ngon, gầm bệ chắc chắn. Con này thì bao zin đâu các bác, là keo chỉ cột kèo không mất một phần nào nhé. Không đâm đụng va chạm, máy móc thì ngon. Điều hòa mát, con này đăng kiểm còn đến tháng 7/2022. Biển Hà Nội màu bạc và biển rất là VIP luôn. Các bác nhìn ạ. Biển con này cực kỳ VIP luôn. 30F23999. Biển rất đẹp các nhá. Nếu các bác mà ở biển ở Hà Nội mà đi con này thì quá là ok rồi. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán cho các bác với giá là 155 triệu đồng. 2009 phiên bản số sàn máy 1.1. Xe được trang bị la răng sắt thôi, vẫn là nguyên bản và lốp láp còn dày, sơn si đẹp, cũng như là keo chỉ thì không mất một phần nào các bác nhá. Keo chỉ thì bao zin các bác là không mất phần nào, cũng như là xe không bị đâm đụng. Đặc biệt gầm bệ con này thì quá chắc chắn luôn. Gầm bệ chắc chắn không mục mọt nhá. Lát em sẽ quay gầm cho các bác xem. 2009 và keo chỉ được không mất phần nào các bác nhá. Các bác có thể nhìn sâu hơn một chút nữa để cho biết hơn này. Em sẽ quay kỹ cho các bác được này. Gầm bệ không mục mọt và đặc biệt là keo chỉ không mất phần nào. Dòng Getz này thì các bác yên tâm đi, riêng cái vòng Getz chỉ có hơn 100 triệu thôi thì đi con này không còn gì để mà nghĩ nữa rồi. Quá ngon, chất lượng luôn. Thực sự ra với những chiếc xe như thế này mà đi gia đình thì nó quá ổn định luôn và bền bỉ. Các bác đi đến hàng chục năm nữa thì cũng chẳng hỏng được đâu. Bởi vì dòng Getz là dòng nhập khẩu nguyên chiếc nhá. Getz thì nó có cái khoang chở hàng này rộng hơn Moline một chút. Moline thì nó chỉ tầm nhỏ hơn. Đây em cho các bác xem về cái khoang dự phòng đây. Đấy, 209 đi các nhá. Còn đẹp như thế này. Các bác này. Đấy, còn đẹp như thế này các bác, tha hồ đi lại. Hyundai Getz 2009 rất đẹp luôn. Đấy, giờ em sẽ đóng lại cho các bác xem. Đấy, biển số cũng là biển VIP nhá. Biển VIP luôn. 30F23999. Biển rất đẹp. Đặc biệt táp ly táp lôi con này thì khá là ok. Đây em quay cho các bác xem này. Nội thất nó còn đẹp và keo chỉ đúng là không mất phần nào luôn thì các bác. Getz thì nó rất là nhiều, không ít. Dòng này thì đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu này, chạy đầm chắc hơn Moline. Đồ thay cũng rất rẻ luôn. Các bác ạ, đồ thay cũng rất rẻ nhá. Các bác có thể xem kỹ hơn một chút nữa này. Đấy, đồ thay rất rẻ luôn, gương kính chỉnh điện đầy đủ, táp ly táp lô đẹp. Được chưa? Táp ly táp lô đẹp này. Con này có màn hình rồi nhá, chưa có cam lùi. Đấy, số sàn này. Ghế đẹp này. Ghế còn rất là đẹp nhá. Trần vẫn là trần lý các bác này. Đấy chưa? Ghế đẹp sạch sẽ. Từ các cái con ốc này cũng chưa hề đụng chạm con nào nhá. Để gầm bệ con Getz này thì các bác yên tâm rồi. Đây ạ, keo chỉ đằng sau đây. Cánh đây gần như là còn nguyên zin hết này. Không có mất một phân keo chỉ luôn. Tất cả các đinh táng nhé còn nguyên zin ạ. Nhá, táp ly táp lô đẹp. Các bác nhìn này, sát được rồi. Đấy, em quay sát rõ rõ luôn này. Nội thất thì rộng rãi và đặc biệt con Getz này chạy rất đầm luôn nhá. Đầm hơn Moline rất nhiều luôn ạ ơi. Con này chạy đầm hơn Moline rất nhiều. Với phiên bản số sàn máy 1.1, gầm bệ nó không biết mục mọt là cái gì. Đây em quay gầm luôn cho bác này. Liếc qua cái gầm cho bác xem nhé. Gầm xe Getz thì các bác yên tâm rồi. Nó quá ngon luôn và không hề biết mục mọt là cái gì luôn, kể cả hai bên. Thì tí sang bên kia em quay lốt bên kia cho. Đó nhá, không có một vết gì luôn. Đấy, cái dòng nhập khẩu và đặc biệt thì nó là cái dòng xe mà bền bỉ lành lặn này. Số sàn máy 1.1. Đây ạ, quay cho các bác nhé. Đấy. Nói chung là một chiếc xe Getz đời 2009 này còn nguyên hết. Táp ly táp lô sạch sẽ đẹp đẽ luôn. 2009 và giá thì có hơn trăm một chút thôi các bác nhé. Đấy, các bác đang có nhu cầu mua chiếc này thì alo cho em Xuân Hùng theo số điện thoại 0789 323 799 nhé. Đấy, số điện thoại em đã ghi ở trên tiêu đề và số đó là có Zalo. Các bác nào đang có nhu cầu vào Zalo sẽ được xem hình ảnh cũng như video chi tiết. Đây, như cái này thì nó hơi bạc màu theo thời gian một chút này các bác này. Đấy, nhưng mà nó không bị bóng mòn nhé. Gương kính chỉnh điện đầy đủ đấy. Vô lăng túi khí đây còn khá đẹp. Vô lăng túi khí còn dày dặn đẹp luôn. Nội ngoại thất đẹp, máy móc ngon.
điều hòa mát luôn nhé. Và bây giờ em đóng cửa cho các bác xem gầm nữa đây. Đây gầm bên này đây. Gầm xe ghét thì các bác nhìn chỉ có phê thôi. Đấy. Nó thế gầm như thế này cơ mà. Gầm nó quá đẹp luôn, quá ok luôn. Không có một vết xất sát gì cả. Form dáng con này thì còn khá là ok này, đẹp này. Keo chỉ thẳng căng. Đấy, keo chỉ thẳng căng luôn nhá. Mắt đèn sáng, đèn gầm đầy đủ, không thiếu gì. 2009. Đây em đóng nốt cửa bên này vào cho các bác xem. Đăng kiểm còn đến tháng 7 2022. Đây ạ, tháng 7 2022 nhá. Đăng kiểm và đường bộ đều như nhau hết. Màu bạc và keo chỉ thẳng căng các bác nhá. Tất cả các đường ke chỉ của nó thẳng căng hết, đẹp hết này. Được chưa? Một chiếc xe 2009 mà hơn 100 triệu thôi. Các bác ơi mua chiếc này về để đi lại là quá ok luôn, tuyệt vời luôn. Dòng ghét này thì em nói thật với các bác là nó quá bành, quá lành luôn nhá, quá lành quá bền. Đấy, và bây giờ em sẽ lổ máy và cho các bác xem về cái phần máy của chiếc xe Hyundai Ghét này 2009, khá chất lượng. Đấy, cũng rất là dễ lổ thôi, chỉ vặn nghiêng chìa khóa là nó lổ thôi. Không có gì khó khăn cả. Đây các bác nhá. Máy Hyundai Ghét đây thì nó cũng khô ráo sạch sẽ các bác nhá, không có bị chảy dầu gì nữa gì. Từ cái khoang dưới các bác nhìn sâu trong này. Đấy, nó rất là đẹp luôn và không có bị han bọt hay là không bị đâm đụng va chạm gì. Keo chỉ cột kèo đầu đít nguyên zin, không có đâm đụng va chạm gì nhá. Đây ạ, và cabo đây, các bác nhìn này. Thì nó hơi bẩn một chút nhưng có thể là em sẽ rửa qua cho các bác để cho nó sạch sẽ hơn, để chúng ta nhìn nó bắt mắt hơn. Thế thực sự ra chúng ta chỉ cần chất lượng thôi. Các bác nhá, chứ còn sạch sẽ thì nó dễ. Chất lượng mà không tốt thì không thể làm thế nào cho tốt được. Nhưng mà sạch sẽ thì chúng ta chỉ cần rửa qua là nó sạch thôi. Đấy, hai bên đẹp luôn. Máy Hyundai Ghét là máy 1.1 nhá. 4 máy và êm ru, chạy khỏe, tiết kiệm nhiên liệu. Mấy con này chạy khỏe và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Vâng, thưa các bác, thì em đã quay chi tiết một chiếc Hyundai Ghét 2009 phiên bản số sàn máy 1.1 cho các bác xem rồi. Biển Hà Nội, biển VIP luôn, 30F23999. Và em đang chào bán với giá là 155 triệu đồng. Các bác đang có nhu cầu thì alo cho em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại.